Tỷ giá Vietcombank hôm nay 4 tháng 12 ghi nhận tỷ giá đô la Mỹ sụt giảm cùng chiều với đài giảm giá của thị trường thế giới. Trong khi đó, nhiều ngoại tệ chủ chốt lại tăng giá. Tỷ giá Vietcombank hôm nay. Ngân hàng ngoại thương niêm yết tỷ giá 20 ngoại tệ hôm nay như sau. Ở chiều mua vào ghi nhận 10 ngoại tệ tăng giá, 2 ngoại tệ giảm giá và 8 ngoại tệ giữ nguyên tỷ giá so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Chiều bán ra có 15 ngoại tệ tăng giá, 5 ngoại tệ giảm giá so với phiên giao dịch liền trước tỷ giá Việt Cơm Banh, các ngoại tệ chủ chốt. Tỷ giá đô la Mỹ ở cả hai giờ chiều mua vào và bán ra, ở mức 23,010 đến 23,220 VND sạc USD, giảm nhẹ 4% so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Tỷ giá euro ở mức 27,372 đến 28,768 VND sạc EUR, mua vào, bán ra, tăng thêm 24% ở cả hai giờ chiều giao dịch tỷ giá bản anh ở mức 30.321 VND sạc GBB. Chiều bán ra ở mức 31,587 VND sạc GBB, tăng 64% so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Tỷ giá yên nhật chiều mua vào ở mức 215.30 VND sạc chiều bán ra ở mức 226.51 VND sạc tăng 58%. Tỷ giá tại thị trường Việt Nam, ngân hàng nhà nước đang niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 23.147 VND sạc USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở mức 23.125 đến 23.791 VND sạc USD, mua vào, bán ra. Tỷ giá đô la Mỹ tự do hiện đang giao dịch ở mức 23.170 đến 23.200 VND sạc USD, mua vào, bán ra giảm 10 đồng ở chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Tỷ giá đô la Mỹ thế giới Rạng sáng nay ngày 4 tháng 12, theo giờ Việt Nam, tỷ giá đô la Mỹ tiếp tục lao dốc về sát mốc 90.000. Đô la Mỹ index đạt 90.696 điểm, giảm 0.422 điểm tương đương với việc để mất 46%. Đô la Mỹ tiếp tục suy giảm khi tập đoàn dược phẩm phi giờ dự tính sẽ giảm 50% số liệu vaccine COVID-19 được xuất xưởng trong năm nay so với kế hoạch ban đầu. Nguyên nhân được cho là do những khó khăn về chuỗi cung ứng khiến cho công ty khó khăn trong việc tìm kiếm nguyên liệu tu cho giai đoạn sản xuất đầu tiên, tỷ giá Vietcombank hôm nay. Tỷ giá Vietcombank 4 sạc 12, tỷ giá đô la Mỹ, tỷ giá đô la Mỹ chợ đen. Đồng đô la Mỹ tiếp tục suy yếu. Ngày 2 tháng 12, lãnh đạo đảng Dân Chủ tại Thượng viện, ông Chắc Súng Mơ đã bác bỏ các kế hoạch viện trợ mới nhất của đảng Cộng Hòa. Ông Súng Mơ đã mô tả đây là một đề xuất không thỏa đáng. Nó giúp bảo vệ các doanh nghiệp tránh khỏi những vụ kiện pháp lý nhưng lại không giúp người lao động bị tổn thương do đại dịch. Động thái này diễn ra một ngày ngay sau khi gói kích thích về kinh tế liên quan đến dịch Covid-19 của hai đảng được đề xuất vào ngày 1 tháng 12, trị giá 908 tỷ đô la Mỹ. Nó đã làm tăng nhu cầu rủi ro của thị trường và đẩy đồng bạc xanh xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2018. Cảm ơn bạn đã lắng nghe tin tức của Tung tâm. Một lần nữa, chúc các bạn có một ngày hạnh phúc và vui vẻ. Nếu các bạn muốn cập nhật nhiều tin tức hơn nữa thì hãy truy cập trung tâm.com.vn Ở website sẽ có đầy đủ mọi tin tức về giá cả hàng ngày cũng như những kinh nghiệm sẽ rất bổ ích cho các bạn ở cuộc sống thường ngày Đừng quên nhấn like và theo dõi kênh trung tâm để cập nhật tin tức trong ngày nhé Cảm ơn các bạn